Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng bằng sức tàn, Phạm Minh Chính vẫn còn xanh chưa chín Giáo sư Kalei Allentayer, Taylor, sinh năm 1945, là một nhà nghiên cứu chính trị xã hội nổi tiếng có song tịch Mỹ-Úc Ông cũng được biết đến như là một chuyên gia về chính trị Việt Nam và Đông Nam Á Ông từng xuất bản nhiều ấn phẩm về chính trị Việt Nam có thể kể đến như cuốn Chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Giáo sư Thayer sinh ra ở California, Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp tại Đại học Brown chuyên ngành khoa học chính trị, ông từng có thời gian làm tình nguyện viên tại miền Nam Việt Nam theo chương trình của một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ vào năm 1968. Sau đó, ông định cư ở Úc và giảng dạy tại một số trường đại học tại Úc. Hình ảnh giáo sư Carly Allen Taylor. Mới đây, ông đã có những nhận xét về mối liên quan giữa chiến dịch chống tham nhũng và tương lai của một số lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trong một cuộc phỏng vấn. Nội dung này đã được dịch giả Trúc Lam chuyển ngữ và đăng trên trang Tiến Dân vào ngày 5 tháng 1 năm 2023. Thời báo chấm D xin được tóm lược lại nội dung cuộc phỏng vấn này như sau. Giáo sư Taylor cho rằng chiến dịch chống tham nhũng của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng dựa trên nền tảng tư tưởng và dựa trên các quy tắc của đảng và pháp luật của nhà nước chiến dịch chống tham nhũng của ông trọng được tiến hành theo các quy tắc và chuẩn mực của đảng mà những chuẩn mực này rất nhiều điều do ông trọng đặt ra trước đó ông trọng đã rất tích cực trong việc sửa đổi các điều lệ đảng hoặc đưa ra các quy tắc mới cho phù hợp với chiến dịch chống tham nhũng của mình ông đưa ra một danh mục những việc mà đảng viên không được làm nếu vi phạm sẽ bị khai trừ khỏi đảng, bị cách chức, chiến dịch của ông Trọng được xem là hợp pháp vì đảng viên vi phạm kỷ luật đảng sẽ có cơ quan công an điều tra, nếu công an phát hiện vi phạm thì sẽ bị xét xử, bị kết án tù. Hình ảnh bài dịch cuộc phỏng vấn của giáo sư Taylor trên trang Tiếng Dân, chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng được xem là di sản của ông đối với Đảng Cộng sản và ông tìm cách giữ lại những đảng viên có cùng quan điểm chính trị với ông thực ra ông trọng không cố gắng giữ quyền lực trước đại hội 13 ông trọng đã cố gắng đưa người của ông là ông trần quốc vượng lên nhưng thật bất ngờ vì ông vượng đã bị trung ương đảng loại bỏ do đó trong tình thế bắt buộc ông trọng phải ở lại giữ ghế vì không tìm được ứng viên khác hiện tại không rõ ông trọng chọn ai làm người kế vị công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội 14 sẽ bắt đầu vào khoảng giữa năm 2023 cho nên thời gian này là thời gian chạy đua quyền lực Nhận xét về sự nghiệp của ông Phạm Minh Chính, giáo sư Thayer cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính không bị ảnh hưởng bởi việc hai người cấp phó của ông bị kỷ luật. Ông Chính lên chức Thủ tướng vào tháng 7 năm 2021, còn những sai phạm trong vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu xảy ra vào đầu mùa dịch, nghĩa là đầu năm 2020. Ông Chính có kinh nghiệm chọn nhân sự bởi vì ông từng làm trưởng ban tổ chức trung ương đảng và ủy viên bộ chính trị. Việc ông Trọng không thể đưa ra người của mình cho vị trí kế nhiệm tại đại hội 13 là vì một phe nhóm của lãnh đạo tỉnh không ưa ông Trần Quốc Phượng. Họ cho rằng ông vượng quá thô bạo trong việc thực hiện chiến dịch chống tham nhũng. Hình ảnh hai ông Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính. Ông Trọng sẽ nghỉ hưu chậm nhất là tại đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 14 diễn ra vào năm 2026. Trong thời kỳ chờ đợi, có lẽ ông Trọng đang lặng lẽ vận động các ủy viên bộ chính trị ban bí thư và các quan chức cấp cao khác trong đảng về người kế vị. Trong thời gian này, ông Trọng vẫn tiếp tục công cuộc đốt lò vĩ đại của ông vì ông biết tham nhũng là mối đe dọa lớn cho tính chính danh của đảng. Những phân tích của giáo sư Thayer cho thấy, hoạt động chính trị tại Việt Nam chỉ là công việc của những nhà lãnh đạo chết bu của đảng, hoàn toàn không có chỗ cho người dân. Trong thực tế, người dân thường hoàn toàn không có cơ hội chen chân vào nguồn máy chính trị này có một số người từng tự đứng ra ứng cử quốc hội thì bị công an đối xử cực kỳ thô bạo thậm chí có người còn bị đi tù quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức ngọc thơ thời báo chấm đề với bản tin nguyễn phú trọng chống tham nhũng bằng sức tàn phạm minh chính vẫn còn xanh chưa chính quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đề để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ, Thời báo.d chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sợ Trung Quốc xuất khẩu Covid bằng máy bay, phương Tây cho kiểm tra cả chất thải Ngày 7 tháng 1 năm 2023, đài VOA loan tin một số quốc gia sẽ giám sát nước thải trong các chuyến bay đến nước họ từ Trung Quốc để đối phó với việc dịch Covid bùng phát trở lại tại Trung Quốc. Các quốc gia được VOA liệt kê bao gồm Mỹ, Canada, Áo và Úc. EU cũng dự kiến sẽ làm theo sau khi có khuyến nghị từ các quan chức y tế và Hoa Kỳ cũng đang xem xét việc này. Hình ảnh bài báo của VOA nói về việc xét nghiệm nước thải trên các chuyến bay từ Trung Quốc. Cũng theo VOA, biện pháp này không ngăn chặn sự lây lan của dịch, nhưng nó sẽ cung cấp một cái nhìn tổng thể và có thể tìm ra các biến thể mới. Bởi vì những mẫu này cung cấp một cửa sổ về những gì hiện đang xảy ra ở Trung Quốc. Theo ông Anthony Flahaut giám đốc Viện Y tế Toàn cầu tại Đại học Geneva, được VOA dẫn lời. Ông Anthony Flahaut cho rằng điều này quan trọng đối với những nghi ngờ về tính minh bạch và sự cẩn trọng của thông tin y tế chính thức đến từ Trung Quốc. Thế giới đang nghi ngờ về chỉ trích chính quyền Bắc Kinh. Người ta không tin vào những số liệu thống kê chính thức được Trung Quốc công bố về số ca tử vong vì Covid. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 4 tháng 1 cho rằng những con số này không có tính đại diện. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng sự bùng nổ các ca bệnh tại quốc gia có 1,4 tỷ dân này có thể là mảnh đất màu mỡ cho các chủng virus mới sinh sôi. Việc giám sát nước thải có thể giúp tìm ra chúng và biện pháp này ít xâm lấn so với việc xét nghiệm tại sân bay. Hình ảnh theo Tổ chức Y tế Thế giới ít nhất 10.000 ca tử vong mỗi tuần. Tuy nhiên, biện pháp này cũng có những hạn chế VOA dẫn lời một nhà virus học người Pháp, ông Vincent Maxon cho rằng biện pháp này không đưa ra cái nhìn toàn diện về việc nhiễm trùng hoặc các biến thể xuất hiện trên máy bay. Khi xét nghiệm nước thải thì chỉ có thể giám sát những hành khách đã sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay chứ không giám sát được những người không sử dụng, rồi còn phải mất nhiều thời gian để thu thập, kiểm tra, phân tích dữ liệu. Điều này sẽ dẫn đến việc hành động chậm chạp một khi phát hiện ra virus. Bình luận về vấn đề này, Nick Minh Đức cho rằng không đáng để hãnh diện cho trung quốc khi chỉ có hành khách trung quốc bị các nước phân tích nước thải đó là hậu quả của việc làm ăn gian dối vaccine kém hiệu quả nhưng vẫn cho dân dùng dẫn đến việc dịch bệnh bùng phát vaccine kém hiệu quả và cách ly toàn diện với chính sách zero covid đã khiến kinh tế đình trệ chính là do tập cận bình muốn làm ra vẻ trung quốc là cường quốc không cần các nước khác giúp đỡ các công ty nước ngoài đang tìm cách rời bỏ trung quốc một số nick nặc danh khác thì cho rằng Tập Cận Bình muốn dùng Covid để khủng bố nhân loại hoặc Tập Cận Bình muốn dùng Covid để giải quyết nạn nhân mãn. Trung Quốc là nơi đầu tiên bùng phát dịch Covid vào cuối năm 2019 và đến nay khi thế giới đã bước vào giai đoạn ổn định hậu Covid thì Trung Quốc vẫn còn đang phải vật lộn với đại dịch này và thậm chí tình trạng hiện nay còn tồi tệ hơn thời điểm mới bùng phát. Tuy chính quyền Trung Quốc luôn bưng bít thông tin nhưng những hình ảnh về các lò thiêu tại trung quốc bị quá tải các bệnh viện bị quá tải vẫn lan tràn trên mạng xã hội hình ảnh một số bình luận của bạn đọc voa xảy ra tình trạng này đúng như nick minh đức nhận xét đó chính là do sự kiêu ngạo quá mức của tập cận bình và đảng cộng sản trung quốc họ luôn che giấu nguyên nhân thật sự của dịch bệnh cũng như từ chối mọi sự giúp đỡ của bên ngoài họ chỉ sử dụng vaccine do họ sản xuất và từ chối tất cả các loại vaccine khác Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh vaccine của Trung Quốc hoàn toàn không hiệu quả. Khi các loại vaccine bắt đầu được đưa vào sử dụng đại trà, chính quyền Việt Nam cũng dự định chỉ nhập vaccine Trung Quốc và làm lơ các loại vaccine của Anh, Mỹ. Tuy nhiên, chính sách này đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của người dân. Tuy không có những cuộc xuống đường rầm rộ như hồi 2018, nhưng vào năm 2021, nếu đến các điểm chích vaccine mà thấy đang sử dụng vaccine Trung Quốc, thì người dân đồng loạt đứng dậy bỏ về Cuối cùng, chính quyền Việt Nam đã phải nhượng bộ và các loại vaccine Anh, Mỹ đã được nhập về. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Sợ Trung Quốc xuất khẩu Covid bằng máy bay, phương Tây cho kiểm tra cả chất thải. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh Youtube và Facebook của Thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê.